Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút, đặc biệt là số vụ tai nạn giao thông giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đây là những thông tin tích cực được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 5 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh, 5 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1.454 vụ tai nạn giao thông, làm chết 293 người và bị thương 1.270 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm hơn 18%, số người chết không tăng không giảm và số người bị thương giảm gần 21%. Mặc dù số vụ tai nạn giao thông giảm, nhưng thành phố Hồ Chí Minh lo ngại tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng có diễn biến phức tạp như vụ xe container đâm 5 người thiệt mạng vào ngày 31 tháng 5 vừa qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu từ nay đến cuối năm, thành phố phải kéo giảm các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, kéo giảm thấp nhất số vụ người chết vì tai nạn giao thông, đặc biệt phải chấn chỉnh việc học và cấp bằng lái xe, nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.